Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ nói về 10 bước để tiến tới tự do tài chính dành cho người chưa có kinh, kinh nghiệm quản lý tài chính và chúng ta bắt đầu nhé Thứ nhất, dám rõ giá trị tài sản liệt kê tất cả các tài sản mà bạn sở hữu như nhà đất, tài khoản, ngân hàng hay là đầu tư tìm hiểu giá trị thị trường của từng tài sản theo dõi cái biến động giá trị tài sản theo thời gian Ví dụ như là bạn có một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng, một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng hay là 100 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, cập nhật cái giá trị nhà đất thường xuyên để nắm bắt được cái biến động của thị trường. Thứ hai là lập kế hoạch chi tiết, ghi chép tất cả các cái khoản chi tiêu trong tháng, phân loại chi tiêu theo nhu cầu thiết yếu hay là nhu cầu mong muốn, lập ngân sách, cho cái từng khoản chi tiêu ưu tiên nhu cầu thiết yếu trước tiên lập kế hoạch cho các cái mục tiêu tài chính ngắn hạn từ 1 đến 5 năm và dài hạn là trên 5 năm trở đi tham khảo thêm các cái video podcast và mình có một làm một cái video về chủ đề 25 cách để chi tiêu tiết kiệm mình sẽ để ở phần dưới mô tả ghi chép chi tiêu trong tháng qua bằng cái ứng dụng ghi chú hoặc là cái sổ tay chép tay phân loại chi tiêu ra ăn uống, nhà cửa, giao thông, giải trí và nhiều khoản khác nữa lập ngân sách cho cái từng khoản chi tiêu chẳng như là ăn uống thì là 3 triệu đồng này một tháng lập kế hoạch tiết kiệm 10 triệu đồng một năm để có thể mua nhà chẳng hạn chúng ta phải rạch ròi và phân loại ra từng chi tiêu một thì chúng ta có thể nhìn được bao quát tổng quát được cái ngân sách của là cái tài sản của mình thứ ba là tạo quỹ khẩn cấp khoảng 1.000 đô la tiết kiệm đầu tiên cho quỹ khẩn cấp nên có kế hoạch cụ thể để sử dụng quỹ khẩn cấp và tùy vào cái mức lương thu nhập hay chi tiêu hàng tháng của bạn bạn có thể để 1.000 đô la cũng có thể là ít hơn nhiều hơn 1.000 đô la là cái con số đầu tiên mình nghĩ là dành cho người bắt đầu để có thể trải nghiệm và đang học cách quản lý tài chính cá nhân con số có thể nhiều hay ít hơn tùy vào cái thu nhập công việc hay là chi tiêu hàng tháng của bạn mở cái tài khoản tiết kiệm online để có thể dễ dàng quản lý hơn hoặc cũng có thể là để dành tiền mặt đấy là tùy cơ ứng biến chỉ sử dụng quỹ khẩn cấp cho các cái trường hợp rủi ro thực sự mà thôi như là ốm đau này hoặc là người thân trong gia đình cần cái sự giúp đỡ của bạn thứ tư xử lý nợ nần liệt kê tất cả cái khoản nợ bạn đang có từ xe máy cho đến đồ điện tử mua ô tô nợ thẻ tín dụng hay là nợ bạn bè người thân tiền chi phí học đại học mà bạn đã chưa chi trả hết áp dụng cái phương pháp lăn cầu tuyết nợ tức là snowball để trả khoản nợ nhỏ nhất một cái danh sách mà bạn liệt kê ra cái khoản nợ nào nhỏ nhất thì bắt đầu bạn tăng cường thanh toán từng cái khoản nợ nhỏ nhất bằng cách là gia tăng thu nhập hoặc là giảm chi tiêu tiết kiệm viết ra danh sách từng cái khoản nợ từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất như là xe máy hay là đồ điện tử hay là mượn ngân hàng, thẻ tín dụng, người thân, gia đình như mình đã nhắc ở trên để có thể biết được chẳng hạn như là mình mới chuyển nhà thì mình sẽ mua một cái chiếc tủ lạnh và mình muốn trả nợ trước cái tiền tủ lạnh này cho ngân hàng và sau đó thì tiếp theo những cái mục lớn dần bạn có hai khoản nợ ví dụ như là thẻ tín dụng 50 triệu đồng và vay của ai đó 100 triệu đồng thì trước tiên bạn có thể áp dụng cái phương pháp lăn cầu tuyết nợ này để trả hết nợ thẻ tín dụng trước đó vì đây là cái khoản nợ nhỏ hơn và sau đó thì trả tiếp các cái khoản nợ lớn hơn như là 100 triệu đồng. Thứ năm là xây dựng quỹ an toàn, tiết kiệm từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt để đề phòng cái rủi ro như là mất việc làm này, khi mà bị ốm đau này xin nghỉ làm trước khi bắt đầu một công việc mới này, mở tài khoản tiết kiệm riêng cho cái quỹ an toàn nếu có kế hoạch cụ thể để sử dụng cái quỹ an toàn này nếu bạn chi tiêu khoảng 10 triệu đồng một tháng thì hãy tiết kiệm từ 30 đến 60 triệu đồng cho cái quỹ an toàn theo mình thì khoảng 6 tháng chi tiêu là hợp lý nhất không quá nhiều hay quá ít mở tài khoản tiết kiệm online để có thể dễ dàng quản lý qua cái ứng dụng trên điện thoại của bạn chỉ sử dụng cái quỹ an toàn cho các cái trường hợp rủi ro thực sự. Mục tiêu đó là mua nhà sau 5 năm thì bạn cần 1 tỷ đồng thì bạn sẽ tiết kiệm 10 triệu đồng một tháng đầu tư vào cái quỹ chỉ số với mức rủi ro trung bình. Sự khác biệt ở đây là cái mục tiêu của quỹ khẩn cấp là bước thứ ba tập trung vào cái việc bảo vệ tài chính trước rủi ro ngắn hạn là 1 đến 3 năm trong khi quỹ an toàn là bước thứ năm hướng đến cái mục tiêu tài chính dài hạn như là trên 5 năm trở đi, cái số tiền của quỹ khẩn cấp thường có số tiền nhỏ hơn so với quỹ an toàn. Cách thực hiện đó là quỹ khẩn cấp chủ yếu được tiết kiệm còn quỹ an toàn kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư. Một vài lưu ý thì hai cái quỹ này đều đóng vai trò rất là quan trọng cho cái việc đảm bảo an toàn tài chính cá nhân. Hãy điều chỉnh cái số tiền và cách thức thực hiện phù hợp với cái hoàn cảnh và khả năng tài chính của bạn. Thứ sáu đó là tự thưởng cho cái thành quả của mình sau khi đạt được cái mục tiêu tài chính ngắn hạn. Hãy thử tưởng tượng là bạn có thể cho bản thân được nghỉ ngơi này. Việc tự thưởng giúp duy chỉ cái động lực và khích lệ cái tinh thần trong hành trình quản lý tài chính của bạn để bạn không kiểu như bị nản lòng hoặc là trì hoãn. Sau khi tiết kiệm được 100 triệu đồng thì bạn có thể tự thưởng cho bản thân một cái chuyến đi du lịch hay là một cái ngày thư giãn hoặc cũng có thể là những cái món đồ mà hữu ích bạn mong ước lâu nay để có thể mua. Việc tự thưởng cần phù hợp với khả năng tài chính của bạn thứ bảy là chuẩn bị cho hưu trí mở tài khoản hưu trí vì bảo hiểm hưu trí và đầu tư vào cái quỹ chỉ số mà rủi ro thấp thôi đóng góp tối đa cho tài khoản hưu trí mỗi năm để đảm bảo là tương lai sau này của bạn sẽ được nghỉ hưu một cách an toàn mở tài khoản bảo hiểm hưu trí vào cái mức phí phù hợp với khả năng của bản thân và tham khảo ý kiến của những cái chuyên gia tư vấn hoặc là những người bạn bè, những người mà đã có kinh nghiệm trong việc chọn quỹ đầu tư phù hợp cho hưu trí ở các cái công ty tư nhân hay ở nhà nước ở Ba Lan là nơi mình sinh sống thì nếu như đóng thuế và có hợp đồng làm việc thì thường một cái khoản trong lương tháng của bạn sẽ được trừ vào phần hưu trí có khoảng từ 2 đến 5% thế nên nếu bạn muốn đảm bảo về sau khi về hưu bạn sẽ có một khoản kha khá, khá nhiều hơn thì nên đầu tư ngay từ khi còn trẻ vào một khoản riêng biệt lập nên nhớ đầu tư với phương thức rủi ro thấp sẽ an toàn hơn cho cái quỹ đầu tư hưu trí này thứ tám đó là hỗ trợ tương lai cho con mình nếu như bạn có con mở tài khoản tiết kiệm cho con của bạn tài khoản tiết kiệm dành cho trẻ em góp phần để có thể giúp cho con có nền tảng giáo dục về sau này trong tương lai của con tham gia các cái chương trình bảo hiểm giáo dục cho con mở tài khoản tiết kiệm cho con vào cái mức góp phù hợp với khả năng tài chính góp một triệu đồng một tháng chẳng hạn tài khoản tiết kiệm cho con của bạn tham gia các cái chương trình bảo hiểm giáo dục để đảm bảo chi phí học tập cho con trong tương lai ở ba lan thì rất là may mắn là các trường công lập đều không mất tiền từ nhà trẻ cho tới đại học theo điều kiện chẳng hạn như là bạn là bà mẹ độc thân, quá phụ hoặc có hợp đồng làm việc đóng thuế đầy đủ. Tập trung tiêu diệt nợ lớn sau khi xử lý các cái khoản nợ nhỏ, tập trung ngay lập tức vào trả nợ lớn nhất, ví dụ vay thế chấp mua nhà trả gốc, ngân hàng với cái lãi suất cao. Khi mà sử dụng cái phương pháp lăn cầu tuyết nợ để đẩy nhanh cái quá trình trả nợ này thì những cái bước đầu tiên đó là trả nợ thấp nhất sau đó là trả nợ như bây giờ là trả nợ lớn, sau khi trả hết thợ nợ thẻ tín dụng này, cái khoản nợ nhỏ tập trung trả nợ vay mua nhà ngay lập tức, tăng cường thanh toán nợ bằng cách kiếm thêm thu nhập, chi tiêu tiết kiệm, giảm chi tiêu ở cái khoản nào đó mà không cần thiết cho những cái chi tiêu hàng tháng của bạn. Thứ 10 là bước cuối cùng, phân bổ dự thu cho cái mục tiêu chia nhỏ số tiền dư sau khi chi tiêu và tiết kiệm cho các cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là du lịch đầu tư mua nhà hỗ trợ cộng đồng giúp đỡ người nghèo và sau khi chi tiêu tiết kiệm trả nợ bạn còn dư khoảng 5 triệu đồng chẳng hạn thì bạn sẽ chia cái phần này ra dụ như là dành một triệu đồng cho du lịch, 2 triệu đồng cho đầu tư, 2 triệu đồng cho cái mục tiêu mua nhà của bạn. Số tiền được chia theo khả năng hoặc là nhu cầu của mỗi người và có thể là bạn bỏ ra 1 đến 5% để hỗ trợ cho những người nghèo gặp khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn. Và một vài lời khuyên từ phía mình đó là bắt đầu từ những cái bước nhỏ và kiên trì thực hiện, tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính để xây dựng cái kế hoạch phù hợp cho bản thân, tham khảo các cái tài liệu Khóa học về quản lý tài chính, nghe podcast, đọc sách audio về tài chính cá nhân như là của anh Hiếu.tv. Để kết luận cho video của ngày hôm nay thì áp dụng 10 bước này giúp bạn quản lý tài chính một cách hiệu quả, đơn giản hơn, đạt được cái tự do tài chính sớm hơn và sống một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn và các bước này chỉ mang tính chất tham khảo thôi, hãy điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, tham khảo ý kiến của những cái người mà có kinh nghiệm dày dặn về việc quản lý tài chính cá nhân từ những người thân, bạn bè của mình, tham gia các cái hội nhóm về quản lý tài chính online offline để học hỏi thêm kinh nghiệm, sử dụng các cái ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi chi tiêu và tiết kiệm để đạt được cái mục tiêu sớm hơn và để nói thêm một vài lời kết luận đó là cá nhân mình thì sau khi mà đã trả nợ hết các cái khoản từ nhỏ nhất như khi mình mua nhà là các cái đồ điện tử gia dụng này hay căn bếp đặt mua này cho đến số tiền vay bạn bè người thân thì khoảng 5 năm liền mình cũng đi du lịch cùng gia đình bạn bè bởi vì sao vì mình nghĩ là mình biết có thể đây là không phải một cái giải pháp quản lý vững chắc hay là hoàn hảo nhất phù hợp với cả nhiều người nhưng vì mình không muốn bỏ lỡ cái cơ hội khi tuổi còn trẻ và còn công việc ổn định để đi khám phá thế giới để đi cho biết nếu như bạn là người theo dõi blog của mình cũng như là podcast hay là kênh youtube thì bạn có thể biết là mình người theo lối sống đơn giản, có một chút tối giản, sống bền vững cũng như là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Vì lý do đó mà mình đã tranh thủ thời gian để đi du lịch khắp nơi khi có điều kiện về sức khỏe cũng như là tài chính. Khi đang làm cái video này thì để viết kịch bản cho video ngày hôm nay thì mình mới ngậm ra rằng những cái bước được nhắc đến trong cái video ngày của hôm nay cho dù mình chưa đọc sách hay tham khảo cái bài viết nào của David Ramsey mà cũng có thể là mình biết qua mà mình không nhớ. Trước kia chỉ đọc các cái bài viết sách về tài chính bằng tiếng Ba Lan của một người mình theo dõi mấy năm nay đó là Martin Ivuch. Nhưng không ngờ là cách khác bước mình nêu ra trong ngày hôm nay đều giống với cách của David đã chỉ dẫn trong sách của ông. Mình thường theo dõi chủ đề tài chính đầu tư bằng tiếng Ba Lan bởi vì sao? Vì nó phù hợp với cái cách để mình quản lý hơn là để đọc những cái bài về tiếng Việt vì thị trường của Ba Lan khi đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan thì nó sẽ phù hợp hơn với cái hoàn cảnh của mình và bước thứ 9 thì đối với mình nghĩ nghĩ là một trong những cái bước khó nhất sau khi trả nợ cái khoản nợ nhỏ nhất thì đối với bản thân mình khoản nợ vay ngân hàng với lãi suất cũng tùy vào tình hình lạm phát ở Ba Lan từ 3 đến 10% thì mình sẽ cố gắng tập trung vào cái phần này để đẩy nhanh quá trình trả nợ, rút ngắn cái thời gian, tránh phải trả tiền lãi suất cao bằng việc trả trước, thay vì sau 30 năm, vì bên Mai Lan có thể vay tiền mua nhà, thường mọi người chọn trả góp là thời gian là 10, 20 hoặc là 30 năm. Video mà này mình làm thì dựa trên cái kinh nghiệm của bản thân Sau một thời gian thì mình đã theo dõi cũng như là học hỏi tích lũy Có thể sẽ phù hợp với một số bạn Và cũng có thể là không nhưng mình vẫn chúc các bạn thành công trên cái hành trình chinh phục tự do tài chính của mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu như các bạn có bình luận gì hay là comment có thể để trực tiếp ở phía phần dưới bình luận xin à, một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video có gì thì các bạn có thể chia sẻ cũng như là subscribe đăng ký kênh youtube của mình hoặc là theo dõi mình trên facebook đọc blog podcast too simple tức là sống đơn giản hẹn gặp lại các bạn